Sài Gòn ha. Cái này là cái gì? Giới thiệu xíu rồi. Cái này là chích xù nha chú chị. Chích xù này được 4 năm rồi ha. Cây đang lên mạnh khỏe nha chú chị. Ghép xíu là siêu bông Sài Gòn ha. Quá trời quá đất rồi cả nhà mình Ở ơi, ngoài nó, ở ngoài nhìn nó dữ dằn lắm nguyên chú một chị cái ơi. cây này là Ở cái cây gì lớn á. trong hình nó không có bằng ngoài, nhưng ngoài dữ dằn nè. Bông xuân Sài Gòn chưa? Em xin kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh Phúc An Garden nha. Hôm nay thì là ngày 7 tháng 4, em có ghé vườn mai của chị Ngân tiếp tục lên một số cái mã số cho cả nhà mình sưu tầm nha cô chú ơi. Rồi em chào chị Ngân Rồi nha. em chào chị ha. Rồi xin chào tất cả cô chú anh chị và cả nước ha. Hôm nay em quay clip em lên như là số siêu bông Sài Gòn bình lọ nhiều toàn ha, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị gần xa ha. Dạ. Rồi hôm nay em lên mã số 1T của chú anh chị. Cô chú anh chị nhớ mã giùm em nha, để Một sợ tê lỡ hả? lộn mã. Đúng rồi, sợ ghi bình lọ nè chị Ngân ơi. Đang chuẩn Đi bị đọt có cái nọ à? bông Bông không chú? quá tí khôn luôn, cây này vô vô chỗ dĩa đẹp tuyệt vời luôn nha chú anh chị. Đến nhau nè. Hoành là được 14 đúng. Dạ. Tổng đế em nó là được 39. Sớm nôm là 16. Cao 30 chú anh chị. 8.030 luôn. Rồi cái này giao lưu giá 600 ngàn bao ship ạ. Dạ rồi. Tiếp theo là mã Mã số số 2T, 2T ha. vị ngọc toàn nha chú anh chị. Ồ cái này đẹp quá cái này. Như Thành con phẩm ha. tụt luôn. Này bà tột luôn. Ừ. Đế đẹp cô chú. Dương 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 dữ Dương vậy. dương dương. Rồi. Cái này rất được. Bước qua hoành là được 17. Cái củ tròn được 23. Tổng đế của nó là được 60. Vô cái chậu nó là đẹp lắm nha cô chú. Chiều cao là được 32. Tán ngang là được 39. Cái này vô lưu giá 750 bao ship. Dạ 750 nha cô chú. Nhịn học toàn luôn nha. Đẹp quá cả nhà. 3 Đây, T siêu bông mình lỡ của chú anh chị à. Trời ơi cái này. Đấy đẹp. Cái này được 4 mắc bò, 5 mắc bò. Vành là được 15 đúng. Tổng đế của nó là 59. Dạ. Cái này già nụ dữ này, cái bò kìa. Cao là được 47, tán ngang là được 39. Cái này giao lưu giá 750 bao ship. Dạ Mã số 3T. 750 AT của chú chị. Đây. 4T, siêu bông bình lợ luôn. Trời cái này quá đẹp. Đế. Quá Em lực lưỡng. ngoái cô chú. Cái này được 3 bao lớn chưa chị? Bao già hết trơn, ú ụ. Vành Rẻ này được sung. 13 đúng. Tổng đế của nó được 44. Chiều cao là được 43. Tán ngang là được 43 luôn. Cái này giao lưu với giá là 750 bao ship. Dạ, 750 cho mã này nha cả nhà. 5 teo của chú anh chị à, một cây siêu bông mình lỡ nha. Đế ngon đẹp nha cô chú. Này Chị đang bị bệnh này. cảm quá cô chú anh chị thông cảm nè. Cái hàng này Nắng đế ngon đẹp. clip từ nắng quá. Cảm Rẻ hoành là gốc được hả? 16. Ừ. Tổng đế của nó là được 63. Cái này luôn chưa? Chiều cao 38, tán ngang là 36. Rồi. Tại vô lưu giá 800 ngàn bao ship ạ. 800 đó cô chú. Theo mã số 6T cả nhà. 6T của chú anh chị cây siêu mình lỡ nha. Trời ơi mấy cái này lô này đế em còn cũng khá nhiều hết chú anh chị. Đẹp đẹp không? Hoành là được 17 đúng rồi. Tổng đế của nó là được 52. Chiều cao 39, tán ngang 39 luôn. Cái này giao lưu với giá 750 bao ship luôn. Rồi mã số 6T nha cả nhà. 6T cây bình lỡ của chú anh chị. 6 là 7 chị Hương em quên. 7 hay vậy? 7, 7 7 7. tê. 7 T nha cô chú. Siêu bông mình lỡ. Trời cái này đẹp nè. Bo Rẻ già dữ ngon lắm nè. nha chú anh chị nè. Chuẩn bị đi nụ bông nè chị nè. Quá trời luôn, Cái cây này về xinh tới ha. tầm vài chục bo luôn nè. Nó già nó bứt vô nụ của tơ. Dạ. Hoành cái 17, 7 tê này được 12 ạ. Rồi. Tổng đế của nó là được 47. Chiều cao là 52, tán ngang là được 42. Rồi. Rồi cái này giao lưu giá 600 ngàn bao ship ạ. Rồi, 600 cho mã này cô chú. Đây ha. Đó, 9 hả? 9. 9 tê. Siêu bông bình lợn, cái này gấp được 3, 4 bo lớn ha. Rồi, Đẹp đế nè. đẹp nè. Quá ha. Hoành là được 13 đúng. Tổng đế của nó là 52. Chiều cao chưa dựng ngọn lên là được 36. Tháng này là được 36 luôn. Cái Rồi. này 500 ngàn bao ship. Số 10T của chú. 10T siêu bông bình lợi. Đây này đế đẹp quá ta. Ờ Bao nè ship này đầy là đủ. lấy tầm hai nhánh này không 20 bò nè. Nó lên nụ nè con chị của chú. Đây nè. Siêu bông mình lại. Hoành là được 14 đúng. Tổng đế của nó 48. Chiều cao là 42. Tán ngang là 32. Cái này giao lưu giá là 600 ngàn bao ship. Dạ. Tê ha.
11 cây, siêu bông 15, cái này đẹp lắm chú anh chị. Xôi xôi luôn. Cái rồi, đế nha cô chú, vô cái dạ. con này là củ đế đẹp không à. Đế quái nha. Đây cả nhà, cái này cô chú mình về sổ giống bay được nè. Hoành này được là 15 đúng. Dạ rồi. Giáp bầu luôn. Tổng đế của nó là được 60. Chiều cao là được 38, tán được 39. Cái này vừa lưu giá 550 bao ship. Dạ. 12T ha. 12T. Mình lại luôn nha siêu bông mình lại cái trời này bo vài đẹp chục ha, bo bình thường chứ anh chị, cái nó cũng quái nha, cái này đẹp như chị không, đẹp hoành là được 13 anh, tổng đế của nó được 43, chiều cao gì cao 48 rồi đúng 48, cái này là được 52 rồi, cái này giao lưu với giá là 650 bao ship, dạ cái này rất là đẹp cô chú nhìn cái viên ghê nè, a thế cô chú. 13T siêu bông mình lại luôn chứ anh chị. Nhưng giờ đầu lên bán lên, hôm nay lên bán luôn kia, lên bán luôn nè. Quanh này được 15. Tổng đế của nó 44. Chiều cao 43. Tháng ngang 33. Cái này giao lưu với giá là 550 bao ship. Dạ rồi. Mã số 14 cây. 14 tay ha. Một cây siêu vong bình lợi. Trời cái này ghép được 4 bo và ủ luôn. Quanh này được 15 nè. Thành bự hơn nhau chứ anh chị. Tổng đế của nó là được 51. Cao là 40, ngang là 40. Cái này giao lưu giá 600 ngàn bao ship. Dạ 600 nha cả nhà mình. Rồi tiếp theo luôn, lên luôn chị ạ. Số 16 tay cô chú. 16 ta siêu mình lậu chú anh chị. Cái này giúp được 4 bò ha. Dạ ủ ủ luôn. Không có tâm nữa. Hoành là được 13, chưa gửi rồi, tính đúng 13. Tổng đế của nó là được 44. Chiều cao 48. Tháng ngang 38. Rồi 600 ngàn cho cây mã số 16 tay của chú anh chị ạ. Rồi cả nhà tham khảo giúp em nha. Theo mã số 17T cô 17T cây này quá dữ luôn chú anh chị ơi. Phôi vừa nó già sần sùi nè. Chép có cái đứng đi bông luôn. Dạ đi bông luôn cả nhà. Hoành là được 14. Rồi. Tổng đế của nó là được 35. Chiều cao là được 42. Tán ngang được 40. Cây này siêu bông lợi chú chị, bảo 17 này vô lưu giá là 600 ngàn luôn chị. Đây nó già lắm nha cô chú anh chị. Hàng bán là bao chuyển giống nha chú anh chị. Theo mã số 18T của siêu chú anh bông lợi của chú anh chị. Cây này đẹp nha chị không? Nhỏ mà có vỏ nè. Cái đế hôm quái quá trời ha. Hoành là được 10 của chú anh chị. Tổng đế của nó là được 43. Cao nó 36, tán ngang 34. Rồi. Cái này vô lưu giá 500 ngàn bao ship. 500 cô chú mình gặp ngay cái mã này mình chốt ha. Cây rất đẹp nha cả nhà mình. Mã số 19T nha cô chú anh chị. Một siêu cái bông bình lợi. Bình lợi nha cả nhà. Đây, cụ đế nè. Hoành có 13 của chú anh chị, hình bự ha. Tổng đế của nó là được 35. Ủa mấy cái này bao nhiêu chứ không? Cao là được 55. Tán ngang là được 34. Cái này vô lưu với giá là 550 em bao ship. Dạ, rồi 550 cây này hả cô chú, cây này vô chậu cái là xuất sắc luôn cả nhà. Tê luôn cả nhà. Siêu bông mình lại. Nút nụ này về mình giải lá ăn cái này là chơi bông như Tết luôn của chú anh chị. Cây này của đứng có duyên ha. Như cây nhân sâm luôn, hoành là được 11 nè. Quái. Tổng đế của nó là được 40. Chiều sổng năm là được 18, cao là 50, tán ngang là được 30. Dạ. Cái này vô lưu giá 500 ngàn bao ship. 500 nha cô chú anh chị. 21T. 21T. Siêu vong mình lại. Trời ơi, nay lên cái lô này toàn là hàng tiễn biết chọn không, không nha cô chú anh chị. Đế quá đẹp. Hôm nay chủ nhật cô chú anh chị mình ở nhà nhiều lên cái đẹp không ha. Hoành là được 16 nè. Tổng đế của nó là được 55. Tưởng đeo chiếc nhẫn không? 35 là chiều cao. Tán ngang là 28 của chú anh chị ơi. Rồi cái này giao lưu giá 550 bao ship của chú anh chị. Dạ rồi nè. Mã số tiếp theo của 22T của chú anh chị ơi. Cái siêu phẩm luôn ha. Siêu bông lợi nha chú anh chị. Cái này hàng đúng bonsai luôn ha. Đây rất đẹp nha. Cái này mình muốn lấy bò lấy không lấy gì mình để nguyên tàn mình chơi hết chú anh chị. Đi tàn đủ hết trơn nha. Để hình thú luôn ha. Dạ. Hoành được 18 đúng. Dạ. Tổng đế của nó là 60. Chiều cao 54. Tháng ngang là được 61. Cái này em vô lưu ý giá là 2,5 triệu bao ship nha chú anh chị. Toàn cần do chị hơn ha. Cây đẹp quá trời nha cô chú anh chị. Siêu bông mình lại là bên siêu bông là bao chuẩn giống ha. Rồi cô chú anh chị tham khảo mã này giúp em nha. Này lấy bo thì cô chú mình lấy được tầm khoảng chừng là 70 bo đổ lên nha cô chú anh chị. Cây này quá trời bo cho mình ha. Mã số cuối clip ngày hôm nay nha cả nhà mình. Cuối clip là mã số 23T nha chú anh chị. Cái cây này 23T cái này siêu bông Sài Gòn ha. Cái này là cái gì? Giới thiệu xíu đi. Cái này là chích xù nha chú chị. Chích xù này được 4 năm rồi ha. Cây đang lên mạnh khỏe nha chú chị. Ghép xíu là siêu bông Sài Gòn ha. Quá trời quá đất rồi cả nhà mình. Ở ngoài nó ở ngoài nhìn nó dữ dằn lắm chú chị. Ở trong hình á.
trong mình nó không có bằng ngoài, ngoài dữ dằn nè, bông xuân tròn chưa, quá trời cái đẹp này tay về chưa, mình đô nhau chú chị nè, đút nụ cho nãy giờ nè, trời ơi chuẩn bị lên búp dữ dằn, già nó chưa già lắm cô chú, cái này đi đọt ha, nó già sừng đọt rồi nè, quá tí luôn, này về lấy bo ghép được liền ha. cái này em cũng giao ở khu vực Vũng Tàu đổ lại, giờ đo đo cổ rồi gì chú chị ơi, chứ đo đại gì đây nè, 36 nè, rồi đâu cái mập nhất nữa ở dưới đây nè, chắc dưới, ừ đúng rồi, rồi đo nhiều vị trí đi, ừ, nhiều vị trí cô chú mình vậy coi 34 à, thấy rồi. cái cũ của nó là được 56 nè, Rồi. tổng đế của nó là được 125 của chú anh chị ơi. Nhìn cái đế nó ngầu ghê. Lực lưỡng này là khỏe mạnh lắm nha cô chú anh chị. Rồi siêu bông Sài Gòn mã số 25T này em vô lưu với giá là 7 triệu ha, 7 triệu em bo ship khu vực Vũng Tàu đổ lại, hay này giao xe nha cô chú anh chị. À mình đo dùm em cái cao á anh chị. Ừ quên nữa, cái trời ơi cái tàng trời ngang nắng đó. quá quên Quá nữa, biết rồi. Ngơ ngơ đó đây. Cái gì không có đây 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 em đo cho, cái này gói ra đây em đo cho, rồi em đo hết cô chú anh chị, mình cầm giùm chị Ngân nha, tới đây nè, cây này nó cỡ tư á, nó cao quá hơn á, ơi cao quá đem lên cái bàn rồi nó hơi cao đó không tới cô chú, cái ngăn này được 1,3 của chú anh chị ơi. Dạ rồi, rồi báo giá lại ha, cây mã số 23T này em vô lưu với giá là 7 triệu ha, em giao xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha chú chị. Rồi sang dòng không chị nha, cái giao gì xe khu vực Vũng Tàu đổ lại nha. Thấy đẹp nha cô chú anh chị, hàng này cực ngầu luôn, cực xịn luôn ha. Cái này em thấy cái mắt bo ghép nè, nó rất là già cây, cô chú mình có vào cái đợt ghép á, mình cần sưu tầm bo thì mình siêu chốt bông ngay Sài cây Gòn, này ha, biết nhiêu bò nữa. Còn mình không sưu tầm bo thì mình mua về mình chơi cô chú anh chị, mình con tàn lại ha. Ha, quá trời đế đẹp. Rồi mình chào khán giả luôn chị ha. rồi mã số 23T cũng là mã số cuối clip của em nha, cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi xem mấy clip nha, hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình tự tay mình siêu tầm giống mình chơi tới 2024 chú anh chị. Xin chào chú anh chị. Dạ rồi em chào tạm biệt cả nhà mình và hẹn gặp lại ở video tiếp theo luôn ạ.